Lâm Khánh Chi đăng ảnh cùng chồng cũ, nói một câu khiến ai cũng xót xa. Khoảnh khắc mới đây được Lâm Khánh Chi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Lâm Khánh Chi là một trong những ca sĩ chuyển giới được quan tâm, đặc biệt là cuộc sống đời tư. Dù có con đường nghệ thuật thành công, tuy nhiên Lâm Khánh Chi lại có cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn. Kể từ sau ly hôn với chồng cũ, Lâm Khánh Chi dành trọn vẹn thời gian cho con và phát triển con đường nghệ thuật. Mới đây nhất, Lâm Khánh Chi đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh đám cưới với chồng cũ nhân dịp kỷ niệm 5 năm về chung một nhà. Đáng nói những chia sẻ của Lâm Khánh Chi đã khiến đông đảo khán giả chạnh lòng, xót xa. Lâm Khánh Chi viết, mới đây đã 5 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Đúng ngày này 5 năm trước Khánh Chi bước lên xe hoa với tình yêu của mình, giờ chỉ còn lại kỷ niệm ùa về. Khánh Chi xin phép được đăng lại bức ảnh này với nhiều cung bậc cảm xúc. Anh ở nơi xa giữ gìn sức khỏe nhé. Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi cho biết cô tin vào hai chữ duyên nợ. Còn duyên thì còn ở bên nhau, hết duyên thì phải xa nhau thôi mà mình tin vào hai chữ duyên nợ, Lâm Khánh Chi chia sẻ thêm. Có thể thế dù đã đường ai nấy đi, tuy nhiên Lâm Khánh Chi vẫn còn lưu giữ lại những ký ức đẹp với chồng cũ, không hận thù. Cũng không oán trách mà thay vào đó xem đây như là chặng hành trình đẹp của cả hai. Bên dưới những chia sẻ của Lâm Khánh Chi, đông đảo dân mạng cũng đã để lại những bình luận động viên, khích lệ tinh thần nữ ca sĩ chuyển giới. Mong cô sớm quên đi được những chuyện không vui để hướng về tương lai tốt đẹp hơn.